Hello, mình xin chào cả nhà một ngày mới tốt lành. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Washington Niềm Vui Cuộc Sống. Hôm nay mình mời cả nhà cùng gia đình mình đi đến chỗ nhận nuôi thú cưng. Và cũng muốn giới thiệu cho cả nhà biết là cái cách mà ở Mỹ họ nhận nuôi thú cưng như thế nào nha. Con gái mình muốn nuôi một con mèo nên là lên mạng và tìm được một cái địa chỉ ở chỗ này, thì gia đình mình sẽ tới chỗ này coi. Và đây tới rồi cả nhà ơi. Con gái mình đang nói chuyện với nhân viên để họ cho mình vô coi. Những bạn mèo này là do những người chủ họ vì hoàn cảnh gì mà không có thể nuôi được nên họ cho vô cái trung tâm này. Và mình sẽ tới đây để nhận nuôi. Mỗi bạn mèo thì được ở trong một cái phòng riêng như thế này. Mình sẽ coi và lựa coi bạn mèo nào mình thích thì mình sẽ nói với nhân viên nha cả nhà. Trên giấy này thì họ để thông tin của những bạn mèo, tên, tuổi, vân vân để mình đọc và lựa chọn đó cả nhà. Những bạn mà xinh xinh như vậy thì đa số đã được nhận nuôi rồi. Trên tấm bảng màu đỏ này thì họ đề là tôi đã được nhận nuôi. Trong lúc con gái mình đang hỏi thêm thông tin về bạn mèo thì mình, anh xã và con trai xuống dưới coi các bạn cún nha cả nhà. Các bạn cún thì được ở phòng lớn hơn chút. Cũng như các bạn mèo, các bạn cún nào mà nhìn được chút là họ đều nhận nuôi rồi nha cả nhà. Còn ở trong đây là các bạn thỏ nha cả nhà.
Trung tâm này họ thành lập từ năm 1897. Năm nay là năm 2022, thì họ kỷ niệm 125 năm nha cả nhà. Lúc trước thì nó là một cái tòa nhà nhỏ và cũ thôi cả nhà. Nhưng mà bây giờ thì họ đã sửa chữa lại, giống như nãy giờ chúng ta thấy là một cái tòa nhà lớn và mới nha cả nhà. Hôm nay thì họ mở cửa cho vô nhận nuôi từ sớm, nhưng mà do là gia đình mình đến trễ cho nên đã không có lựa được một bạn mèo vừa ý nha cả nhà. Sau đó, gia đình mình đến một nơi khác, đó là Petco. Nhưng mà ở đây thì họ cũng không có sẵn các bạn mèo, nên gia đình mình đành phải trở về nhà thôi cả nhà ơi. Ngày hôm sau, do là mình đi làm, con gái mình đi với bạn và đến chỗ này. Ở đây thì họ có rất nhiều để cho mình chọn các bạn mèo. Con gái mình nhận được bạn Bonnie, 6 tháng, rất là dễ thương, là con gái nha cả nhà. Con gái mình phải trả 30 đồng cho tiền giấy tờ. Chỗ này thì tương đối rẻ, còn những chỗ khác có thể lên tới 100. Mình xin chân thành cảm ơn cả nhà đã luôn yêu thương ủng hộ kênh của mình. Mình xin chào tạm biệt cả nhà ở đây và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Mình cũng chúc cho cả nhà luôn luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Bye bye cả nhà nha. Bye bye.